Không biết là cô ta có vượt qua được không nữa. Có phản ứng, sốt cao. Cũng may là mình có đủ thuốc. Hy vọng cô ấy sẽ tỉnh lại. Cô không ghét Mỹ Kỳ sao? Cô ta chỉ là một con ngựa non háo đá. Tôi chỉ thấy thương hại và tội nghiệp cô ấy thôi. Vậy thì không coi cổ là tình địch à? Nếu yêu cùng một người đàn ông thì mới gọi là tình địch. Nhìn tôi có giống người đang yêu không? Nhìn cô không giống như người phụ nữ đã chai sạn rồi. Điều gì khiến cho cô trở nên lãnh cảm với đàn ông? Đơn giản là tôi không tin vào tình yêu. Những cái thứ cảm xúc đó khiến cho con người ta lệ thuộc. Em tỉnh rồi hả? Em thấy sao rồi? Thấy trong người sao? Em chết chưa anh? Diêm Vương chê cô rồi. Rất tiếc là cô còn nợ trần gian. Em đã hôn mê 2 ngày 1 đêm rồi đó. Em bị thương hả? Em bị một viên đạn găm vào bả vai. Cũng may là Chiêu Dương đã lấy đạn ra cho em. Không cần phải cảm ơn tôi đâu. Cô ấy đã tỉnh lại chưa? Cô tỉnh rồi. Anh có nước sôi không? Cho tôi một chút đi. Tôi pha sữa cho cô uống. Có. Vậy để tôi ra ngoài lấy. Còn hai người á, tranh thủ ăn gì đi. Cảm ơn. Thôi, tôi đói rồi, tôi ra ăn trước nha. Mọi người rất lo cho em. Chiêu Dương thức trắng đêm để canh chừng em đó. Tại sao cô ta lại làm như vậy? Không phải cô ta ghét em hay sao? Chiêu Dương không chấp em đâu. Trong mắt cô cổ, em chỉ là ngựa non thôi. Cô ấy nghĩ gì em cũng mặc kệ, em không quan tâm. Cố chấp ngu muội. Alo, tôi nghe. Báo cáo công việc đi. Chúng tôi đã đồng đội với tụi Cam. Một người chết và một người bị thương. Một người chết và một người bị thương à? Người chết thuộc nhóm bên Lào, còn người bị thương nặng là Mỹ Kỳ. Mỹ Kỳ bị thương nặng. Là tôi đây. Mỹ Kỳ bị thương nặng, có nguy hiểm tới tính mạng không? Cô ấy vừa tỉnh lại. Chiêu Dương đã gấp viên đạn rồi. Hy vọng là ổn. Chiêu Dương có bị gì không? Dạ, cô ấy chỉ bị trầy xước nhẹ thôi. Nếu thiếu thuốc men, cho người qua thị trấn biên giới Lào mua ngay. Tôi muốn tất cả mọi người về Việt Nam bình an vô sự. Tôi biết rồi, lão Bàng. Cậu nói chuyện với Trần Nam. Ngày mai bọn lính tuyển dụng sẽ tới. Cậu cùng với vài người nòng cốt huấn luyện cho họ. Nếu cảm thấy vô dụng thì loại cho tôi. Dạ, tôi biết rồi. Ông còn chỉ thị nào nữa không? Hàng sẽ về trong tuần tới. Tổ chức tiếp nhận. Coi chừng bị cướp hàng. Ok không? Nếu như vận chuyển về Việt Nam, tôi cần nhóm bên này hỗ trợ. Địa điểm đón hàng tôi sẽ báo cho ông sau. Tôi đã chuẩn bị lực lượng, cậu yên tâm. Nếu chúng ta có thể mua được công thức của loại hàng đặc biệt nước vui vẻ, chúng ta sẽ tổ chức sản xuất hàng loạt. Không cần phải lấy hàng ở khu tam giác vàng về, quá nguy hiểm. Tôi đồng ý với anh. Nhưng việc mua lại công thức của bọn châu Âu không hề đơn giản. Trước mắt chúng ta cần phải tự sản xuất với những nguồn nguyên liệu thô nhập được, và vẫn phải nhập hàng từ tam giác về. Tôi đã móc nối được một quan chức cao cấp trong cục phòng chống ma túy. Tên này rất hám gái. Chỉ cần nắm được điểm yếu của mỗi người, cho dù người đó có là ai, có chức có quyền hay là kẻ chơi ngông,
chúng ta đều có thể hạ gục ngay. Dịch vụ hành lang cho cuộc gặp mặt này tiêu tốn không ít tiền, nhưng theo tôi nghĩ rất đáng cho chúng ta mạo hiểm, nếu như mà ông chủ muốn chơi lớn. Tôi tin ông, cứ sắp xếp một cuộc hẹn, tôi sẽ có quà khủng cho ông ta. Tới rồi kìa mọi người. Phó giám đốc của mình đó. Chắc là tới thăm trang trại nè. Chào cậu. Chào bà con. Trời ơi, gặp cậu ở đây mừng quá. Bà con ở đây á, ai cũng lo hỏi cái vụ đàn em của ông Kha mới bị bắt á. Vụ ấy giờ sao rồi cậu? Nghe nó đánh nhau dữ lắm phải không chú Quý? Dạ, cũng có đụng độ, nhưng mà không có gì nghiêm trọng xảy ra hết. Họ chặn xe trà mình đi lấy hàng, nhưng mà tôi đã phối hợp với công an bắt gọn bọn chúng luôn. Trời ơi, vậy thì hay quá. Trời ơi, vậy là đỡ quá. Bà con yên tâm ăn ngon ngủ yên rồi. Chứ tụi nó cứ hâm he hoài, trà hái ra không bán được, chắc có nước chết quá. Mấy cái thứ cô hồn các đảng đó, bắt nhốt hết vô nhà đá cho rồi đi. Có như vậy á, bà con mới yên ổn làm ăn. Dạ, bây giờ bà con yên tâm rồi. Dạ. Yên tâm mà sản xuất. Nhưng mà bà con nè, không còn ai gây rối mình nữa. Nhưng mà bà con cũng không được lơ là, phải đảm bảo được quy trình sản xuất trà sạch nha. Dạ, chú Quý yên tâm. Bà con ở đây á, nắm giữ hết quy trình sản xuất của công ty đưa ra rồi. Không còn ai á, sử dụng thuốc trừ sâu hay là thuốc tăng trưởng cho cây nữa đâu. Bà con hiểu vậy là đúng lắm. Sản xuất trà sạch á, thứ nhất là đảm bảo sức khỏe cho bà con. Thứ hai á, người tiêu dùng có sản phẩm sạch mà xài. Vậy cậu hiểu sao rồi? Có tin tức gì chưa dạ? Dạ, vẫn chưa có tin tức gì hết. Ngày nào đêm nào tôi cũng cúng cầu nguyện với trời Phật phù hộ cho cậu Hiếu bình an quay trở về. Đó là ân nhân của tôi mà. Tại sao người tốt như cậu Hiếu lại gặp nạn vậy chứ? Bà con ở đây ai cũng thương giám đốc hết á. Chú Hiếu chăm lo cho cuộc sống bà con ở đây. Người tốt như vậy ông trời không nỡ phạt đâu. Cảm ơn tình cảm của bà con. Tôi cũng mong vậy. Mong Hiếu không sao, sớm quay về với chúng ta. Nhưng mà bây giờ trước mắt á, bà con hãy giúp tôi. Chúng ta phải làm việc để đảm bảo sản xuất của nhà máy và đảm bảo thương hiệu của trà táo đỏ. Ai cũng ủng hộ hết. Mọi người ở đây làm việc cho nhà máy hơn 10 năm nay rồi. Dạ, chén cơm manh áo của bà con mà, ai cũng phải giữ hết á. Cảm ơn bà con. Mọi người làm việc tiếp đi, tôi về nhà máy. Dạ. Chào, chào cậu. Chủ nha. Mày đang ở đâu vậy? Mày cũng biết là mọi người lo lắng cho mày lắm không? Từ từ thôi, trên kia kìa. Chậm chậm thôi, coi chừng nó phát hiện đó. Từ từ thôi, tới qua bên đây. Chị dâu, chị kêu tôi qua. Ủa? Đây chi vậy? Có chuyện tôi mới kêu cô qua đây chứ. Nói chuyện nói lớn lên coi thầm thì gì vậy? Shh, nói nhỏ thôi, con quỷ nó nghe. Hả? Trời, nhà có quỷ hả? Khoan, nhà có quỷ. Nghe tôi nói. Ôi, trời ơi, nhà có quỷ thì kêu thầy bà tới trục xuất. Kêu tôi qua đây làm gì? Tôi sợ ma mà. Không phải, ý chị nói là con Hạ, cái con nhỏ mà chị đem về đẻ mướn đó, bây giờ nó dở quẻ ở liền không chịu đi. Trời ơi, cái chị này mệt quá. Con Hạ thì nó con Hạ, làm hết hồn à. Trời ơi, cái võ hiệu người ta vượt qua vượt lại làm hư trơn à. Ôi mà rồi con Hạ mắc mớ gì liên quan vậy? Tôi gọi tôi qua đây làm gì? Bây giờ nó ở lì trong nhà, nó không chịu đi kìa. Ủa gì kì vậy? Chị nói rước nó về là để nó đẻ mướn kiếm cho chị đứa cháu. Sao tự nhiên giờ đủ nó đi làm sao? Thì lúc đầu là chị tính như vậy. Tính già quá non, với lại tính đem nó về gây áp lực
cho con Trà ly dị thằng Quý. Thứ hai á là định nhờ nó đẻ cho con trai mình đứa cháu. Cuối cùng á là mất cả chì lẫn chài. Chị hay quá mà, chị tính giỏi quá mà. Chứ không phải chị nghe dòng họ nhà này nói, nếu như con trai của chị không sanh được cháu để nói giỏi thì mẹ con chị phải ra khỏi cái từ đường này. Cho nên chị mới hốt cái con đó về. Ủa rồi mắc chứng gì không chờ nó đẻ mà đuổi nó đi là sao? Mình không thể nói vụ thằng Quý vô sinh cho mọi người biết được. Nói ra mình sẽ càng đi nhanh hơn. Mà thôi, chuyện nhà chị tự tính. Chị rước nó về được thì chị đuổi nó đi được. Kêu tôi qua đây tôi giải quyết được gì đâu. Cô Út biết mà, tôi cũng suy nghĩ cho dòng họ nhà mình. Nhưng cuối cùng thằng Quý nó cũng cương quyết không bỏ vợ nó, còn bỏ nhà ra đi nữa. Vậy thì con nhỏ này ở đây tới Tết Công Gô nó cũng không đẻ được nữa. Nói chung là bây giờ chị đem nó về được thì chị đuổi nó đi được. Chứ kêu réo tôi không giải quyết được gì hết trơn á. Cô Út, cô phải giúp tôi chứ. Con nhỏ này nó dữ dằn lắm. Thôi tôi chuyện như chị đâu. Trời. Anh Chiến, thằng Quý vừa quay về nhà máy, vợ tụi em có theo dõi nó hay không hay quay về anh? Dạ anh. Anh Mót. Sao rồi Quý, ông ta có bị bắt không? Công an chưa đủ chứng cứ để bắt tạm giam ông ta. Bây giờ công an đang lấy lời khai của bọn đàn em cũng như truy bắt kẻ cầm đầu vụ hôm bữa. Ổng mà thoát vụ này thì em phải coi chừng đó. Dù gì á, công an cũng đã ra mặt xử lý. Em tin là ông ta cũng phải coi rồi. Cũng chỉ một thời gian ngắn thôi. Cầu mai á, kéo về cho thằng Hiếu quay về. Em cũng vừa gặp bà con trên đồi Trà đi. Họ cũng nhẹ nhõm khi biết bọn đàn em của ông Duy Kha đã bị bắt. Đàn em của ổng á, nhiều lắm. Bắt đứa này á, còn đứa khác. Ổng mà ra lệnh á, thì có đồng bọn ra tay. Cũng biết là vậy, nhưng mà tới đâu mình chống chọi tới đó. Em cũng đã nói với bà con rồi, phải giữ vững tinh thần làm việc, cùng với nhà máy ổn định công an việc làm cho thằng Hiếu về. Đơn hàng ở phòng kinh doanh vừa gửi sáng nay á, số lượng tương đối lớn. Bây giờ em không biết là em có kham nổi hay không. Chỉ sợ là em phân tâm lo chuyện của võ Hiếu thôi. Em chạy vòng ngoài lo nguyên liệu đầu vào, anh chốt ở nhà máy để sản xuất thì vẫn ổn. Cái đầu em bây giờ muốn nứt luôn. Bao nhiêu chuyện phải lo. Một mình em á, bây giờ không thể tập trung vô công việc được. Má em giúp Trà đang đợi ở dưới quê đó. Họ đòi lên đây nè. Trời, hai người đó lên đây làm cái gì? Ông Kha mà nắm được điểm yếu của em á, mà không chế được hai người đó, mình càng mệt. Em cũng biết là vậy, nhưng mà má sốt ruột lắm. Cứ đòi lên đây để nghe ngóng tin tức của thằng Hiếu. Mợ ba thương thằng Hiếu lắm. Giờ làm sao á mà mợ ngồi yên một chỗ được chứ. Em còn lo chuyện của mẹ em nữa nè. Không biết bây giờ mẹ em sống ra làm sao. Em bận quá cũng không có nói chuyện được nhiều. Úi trời, linh ghê á, mới nhắc mẹ em gọi liền. Dạ con nghe nè mẹ. Con làm cái gì mà không gọi điện thoại về cho mẹ? Mẹ gọi cho con cũng không có nghe. Con còn coi mẹ là mẹ của con không hả? Dạ mẹ, con đang bận lắm. Có nhiều việc xảy ra ở công ty đó, con giải quyết tối mặt tối mày luôn nè. Trời ơi, bây giờ con coi công việc quan trọng hơn mẹ hay sao? Con không có ý đó. Ủa mẹ, mẹ đang ở đâu vậy? Con nghe giọng của mẹ khác lắm á nha. Mẹ đang ở nhà chứ đâu. Vậy sao mẹ không nói lớn hơn đi, con nghe không rõ nè. Mẹ không có nói lớn tiếng được. Mẹ, bộ có chuyện gì hay sao vậy mẹ? Con nghe giọng mẹ lạ lắm.
Con muốn biết chuyện gì thì con về nhà đi. Con đã nói rồi, con không thể về ngay lúc này được. Công ty đang nhiều chuyện, đang rất cần con. Con bỏ về cho thằng Hiếu coi vài ngày, về với mẹ rồi lên lại có sao đâu. Anh Hiếu mất tích rồi, đến bây giờ vẫn chưa có tung tích gì hết. Hả? Thằng Hiếu mất tích? Đồ hại, nhanh lên. Tao đã cổ mày hết bây giờ, nhanh lên. Để lên. Nhanh. Sao? Không đủ người làm à? Dạ đại ca, có hai thằng nghiện nặng bây giờ không làm được nên thiếu người. Bệnh hay là giả đò trốn việc? Trời, đại ca nghĩ sao nó qua mắt em được. Nhìn hai thằng đó bây giờ như xác chết. Nè, tụi bay siết chặt vào, thằng nào không làm việc đánh chết mẹ nó cho tao. Dạ, dạ. Dạ. Nghe chưa? Làm việc nhanh. Làm đi. Mẹ thôi mày, làm việc đi. Mày làm. Tao nghe. Dạ đại ca. Có chuyện gì? Dạ em muốn xin ý kiến của đại ca. Sao? Nhưng mà hiện giờ ở đây đang thiếu người trầm trọng. Em muốn lôi đầu thằng Võ Hiếu ra đây cho nó làm việc, được không đại ca? Thằng đó rất cáo già, cho nó ra làm việc không biết. Dạ. Nó có dở trò gì không nữa. Trời ơi đại ca, em, nó làm gì dở trò được ở đây? Mình còng chân nó lại, làm sao nó đi được? Đường ra thì lính canh gác rất là chặt chẽ, nó mà mò tới đây chỉ có nước ăn đạn thôi. Ok, mày đưa nó ra, mày phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Dạ. Nó mà chạy thoát, tao cho mày thế chỗ nó đó. Dạ, em chịu trách nhiệm mà. Nhanh lên. Nhanh lên coi. Mạnh. Dạ. Mày đi theo tao, tụi mày ở đây làm việc. Rau. Dạ. Đứng dậy mày. Nhanh lên. Đại ca để em. Đứng dậy. Đứng dậy mày. Đại ca đã kêu mày đứng nói chuyện chứ không phải ngồi, nghe chưa? Nè, mày đừng hòng nằm ở đây, có chết cũng phải lết ra ngoài làm việc cho tao. Không ai rảnh nuôi báo cua mày đâu. Tôi mệt quá, tôi không nhìn thấy gì hết. Mày giả bộ đuôi hả mày? Đi mày, đứng lên. Đi. Đi. Tôi không được khỏe, mấy anh đừng đánh tôi. Tôi sẽ làm tất cả những gì mấy anh sai bảo. Có như vậy chứ, tao tưởng đầu mày cứng hơn đá chứ. Đi. Đi mày. Đi. Đi. Đi mày. Lẹ lên mày. Nhanh lên. Mẹ mày. Đứng dậy. Râu. Dạ. Xích nó lại. Dạ. Đứng lại coi. Đứng ra. Mày này làm đi. Nhích. Đứng lên mày. Đứng lên coi. Dạ. Mày đi. Mày chỉ việc cho nó làm. Hai thằng bay. Dạ. Coi mà canh gác nó. Dạ. Dạ dạ. Mày dắt nó đi làm cho tao. Dạ. Nhanh lên. Dạ. Dạ. Ra đây. Đi. 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 Đi mày. Nhanh lên. Đi. Đại ca. Nè. Dạ. Lúc này mày có siết tụi nó làm hàng không vậy? Tao thấy hàng lúc này không đạt yêu cầu nha. Dạ, có siết chứ đại ca. Ngày em cho nó ngủ có 5 tiếng à, ăn 2 bữa, mỗi bữa 15 phút em bắt vô làm liền á. Làm liền hả? Nhanh tay chân lên. Nhanh lên. Câu giờ hả? Tụi bay mà câu giờ á, là tao cho nhịn đói 3 ngày 3 đêm không ngủ. Hiểu chưa? Nghe chưa? Nghe chưa? Làm đi. Mẹ bắn hết tụi bay đi, khỏi tốt cơm. Mình thiệt là vô dụng.
Nhà xảy ra bao nhiêu việc mà mình cứ ngồi đây không giúp gì được cho mọi người. Em nghe nè anh. Trúc Trà, anh có một việc muốn nhờ em. Có việc gì anh cứ nói đi. Anh không muốn làm khó em, nhưng mà anh hết cách rồi. Anh nói gì kỳ vậy? Vợ chồng với nhau mà nói chuyện khách sáo quá. Có gì anh nói đi, em làm liền nè. Trúc Trà nè, em quay về nhà mẹ đi. Anh biết là em không muốn quay gì đó, nhưng mà anh đang lo lắm. Bộ ở nhà có chuyện gì hả anh? Anh không biết nữa, không biết cụ thể là chuyện gì nữa, nhưng anh thấy dòng mẹ lạ lắm, một hai bắt anh về nhà liền. Mà em biết đó, công ty bây giờ xảy ra bao nhiêu chuyện, có một mình anh giải quyết nè, làm sao anh về với mẹ được. Em không ngại về nhà, nhưng mà em chỉ sợ mẹ còn giận em, rồi mẹ đuổi em ra khỏi nhà, lúc đó em không biết làm sao luôn á. Về bển làm gì con? Má chồng có ưa con đâu mà con về. Về bển mắt công bển nói nặng nói nhẹ là khổ thân con nữa. Anh rất lo cho mẹ, nhưng anh không thể về được. Em cố gắng giúp anh chạy qua coi mẹ có chuyện gì thôi. Em giúp anh được không? Dạ, để em xin phép má rồi em về liền nha. Chỉ cần em qua bên đó coi cụ thể có chuyện gì rồi gọi báo cho anh, anh sẽ tìm cách xử lý. Em biết rồi. Em với anh mà mạnh mẽ lên nha. Cảm ơn em nhiều lắm. Em cúp máy nha. Má, má cho con về bên bển chút xíu nha má. Má không có cấm cản con về bển, nhưng mà con cũng biết má chồng con rồi đó. Đụng mặt bà nói toàn những lời khó nghe. Con biết, nhưng mà bây giờ chồng con nhờ, con không đi không được. Thì con cứ đi đi, mà nhớ đừng có về khóc với má. Mà nè, thấy ông ổn á thì đón xe về liền nghe chưa? Dạ con biết rồi. Má, con... Được rồi, để đó má dọn dẹp cho. Con đi nha má. Cái này bán được nè, có giá đó. Ê mà không được, bán phải bán một cặp thì giá mới cao được. Nè, cái con quỷ cái kia, mày làm cái gì vậy hả? Hả? Sao mày lấy cắp đồ trên bàn thờ tổ kia nhà tao hả? Mày trả lại đi. Bà không đưa tiền tôi xài á, thì tôi lấy cái này tôi bán xài đỡ chứ sao. Mày ăn cướp hả? Cướp! Ăn cướp! Bỏ người ta! Ăn cướp! Mau giữ nó lại cho mẹ. Con làm cái gì vậy? Mẹ không sao. Mẹ, con giữ nó lại cho mẹ. Nè, à, rồi đứng lại. Mở ba. Dạ. Con Trà nó có nhà không? Tôi nhờ nó chút việc coi. Nó đi công chuyện rồi chị. Ủa nó đi đâu vậy? Chừng nào nó về? Em có biết đâu. Nghe bên nhà chồng nó có chuyện gì đó, thằng Quý nó gọi điện về kêu nó qua bển. Ủa, chị tiệm Trà có chuyện gì hả? Bữa nay á, sinh nhật cháu ngoại chị, mua trứng gà với bột xong hết trơn rồi, tính nhờ nó làm cái bánh. Em không biết nó đi chừng nào về nữa. Mà sao mợ cứ để nó đi một mình vậy? Rủi nó qua bển có chuyện gì rồi sao? Em có cản nó rồi đó chị, mà đòi đi chứ bằng được. Bởi vậy đầu em bây giờ nó rối với mối bồng bông vậy. Qua bển giải quyết được cái chuyện gì? Tôi chỉ sợ nó đi một mình qua bển bị người ta ăn hiếp thôi. Hãy
Mickey. Ê, Mickey. Đứng còn không vững mà còn đòi đi cái gì trời. Cô đừng có cười cợt tôi như vậy. Tôi vẫn đủ sức làm việc cho lão bà. Em nhìn em đi hả? Làm ơn ở nhà cho anh nhờ. Hôm nay ra ngoài kia không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Em phải để cho anh tỉnh táo xử lý công việc, có được không? Ý anh là em làm phiền anh hả? Là em vô dụng, cản trở công việc của anh sao? Em nhìn em đi hả? Đứng còn không vững nữa. Đúng chuyện, sức đâu mà bắn súng. Bây giờ cô vẫn còn bị thương, đừng cố thể hiện. Còn nhiều dịp để chứng tỏ với lão bàng mà. Cô Mickey, Mickey. Cô thiệt là quá đáng. Cô lợi dụng lúc tôi bị thương để hạ nhục tôi hả? Nè, cái này là tự cô suy diễn, chứ ý tôi không phải vậy nha. Mickey. Cô xong chưa? Đi thôi. Ngoan ngoãn ở nhà dưỡng bệnh đi nha bé cưng. Mỹ Kỳ, em nghe nói nè. Mỹ Kỳ à, em nghe nói nè. Chuyện quan trọng bây giờ, em phải giữ được mạng quay trở về. Đừng để ý lời nói của người khác. Anh đi á. Anh. Gì? Anh nhớ cẩn thận. Xuất phát thôi. Địa điểm mình hẹn gặp là trung lập, cách xa lán trại tầm 5 cây số. Đường núi đầy hiểm trở, phải tranh thủ đi nhanh. Dạ, chị thông cảm mà. Công ty của em xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên là bên em chưa thu xếp chuyển khoản cho chị ngay. Nhưng mà chị yên tâm đi, em sẽ hỏi phòng kế toán. Chậm nhất là tới ngày 15 Tây chị sẽ nhận được tiền. À, dạ. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ, chào chị. Quý, mình đang gặp khó khăn về mặt tài chính hả Quý? À, tại trước đây mấy cái hợp đồng mà anh Hiếu làm trực tiếp với đối tác em không có nắm rõ, nên có một số trục trặc. Nhìn em phải làm việc gấp đôi khi dán thằng Hiếu, anh thấy sót mà không giúp được gì. Anh đúng mót nè. Anh không cần phải lo cho em. Bây giờ chỉ cần anh phụ giúp em chuyện nhà máy, còn vòng ngoài em lo được. Có làm hết 120% công lực em cũng không sao đâu. Bữa giờ má anh gọi điện hỏi thăm thằng Hiếu suốt, bà khóc quá trời. Anh cũng lo cho mọi người ở dưới quê quá. Ừ, em cũng ráng thu xếp công việc trên này ổn ổn á, rồi cũng chạy về dưới. Má em với Trúc Trà cũng đang mong em về để giải quyết coi chuyện có lên đây hay không nè. Hay là em cho Trúc Trà tập thành công việc ở công ty đi, để nó phụ em. Em cũng suy nghĩ rồi, nhưng mà ở nhà ai sẽ chăm sóc cho má? Anh thấy đó, hết chuyện của Chiêu Dương, bây giờ đến chuyện của thằng Hiếu nữa. Em lo là không biết là má có vượt qua được hay không đây. Thôi, em ra thị trấn có chút việc đây, trưa em không ăn cơm đâu, anh đừng có chờ. Mẹ, cô về đây làm gì? Dạ, anh Quý kêu con về thăm mẹ, tại vì ảnh còn bận việc. Đi, đi hết đi, tôi không có cần ai quan tâm tới cái thân già này của tôi nữa. Con biết mẹ giận vợ chồng con,
Nhưng mà tụi con không thể nào không quan tâm mẹ được. Chỉ là... Thôi thôi, đừng có giả mèo khóc chuột. Nếu mấy người biết thương tôi á thì phải hiểu nỗi khổ của tôi. Tôi bị cả dòng cả họ này nặng nhẹ mỉa mai vì chuyện mấy người không sinh được con. Vợ chồng con cũng không muốn chuyện này xảy ra đâu mẹ. Không muốn á thì cũng đã xảy ra rồi. Tôi kêu cô ly dị đi rồi tôi tính tiếp. Nhưng cô cũng đâu có buông tha thằng Quý. Anh Quý có lấy vợ nào đi chăng nữa thì mẹ cũng không thể nào có cháu được. Tôi già hai thứ tóc, nghĩ sao mà gạt tôi vậy? Hết chuyện, lấy chuyện thằng Quý vô sinh ra gạt tôi. Tôi không có tin đâu. Không tin là quyền của mẹ, nhưng đó là sự thật. Sự thật là tôi muốn con ra khỏi cái nhà này. Cô đi đi. Con chỉ muốn quan tâm mẹ thôi. Tôi không cần ai quan tâm hết. Đi nhanh lên. Con không biết nói sao cho mẹ hiểu, nhưng mà nhìn mẹ như vậy con đau lòng lắm. Con rất lo cho mẹ. Nhưng nếu mẹ muốn thì con sẽ đi. Đi đi. Đi khuất mắt tôi đi. Đi đi. Mẹ giữ sức khỏe nha mẹ. Cô ta là loại người không phải dạng dừa đâu. Tôi tự đối phó được. Cô khỏi lo. Dạ. Thưa mẹ con đi. Mình làm sao vậy trời? Sao lại đuổi nó đi chứ? Rồi lỡ như con kia nó về đây thì mình phải làm thế nào hả? Đúng là gầy ông đập lưng ông mà. Đã bao lâu mình không được ngủ rồi. Ở đây không còn biết ngày hay đêm là gì hết. Em đuối lắm. Chắc em chết mất. Ai nào kia? Ai cho thằng bé nói chuyện? Tập trung làm. Ai trời. Hôm nay hàng không xong, tao bắt tụi mày thức đêm làm. Đừng không đi ngủ với tao. Nhanh lên. Mẹ giả đò hả? Làm bộ. Làm bộ hả? Làm bộ. Nam bộ nè, nó bất tỉnh rồi, tại sân còn đánh người ta nữa. Mày nghĩ mày là ai mà dám can thiệp vô chuyện của tao hả? Mày chán sống hả? Mày chờ tao đó. Dạ em nghe nè ca. Dạ dạ không có gì hết, công việc vẫn ổn nè ca. Đại ca dặn hết giờ làm việc thì đem thằng Võ Hiếu nhốt chỗ cũ nghe chưa? Dẫn cho người canh gác nó. Dạ 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 dạ, em biết rồi. Mẹ mày, từ nay mày dám can thiệp vào chuyện của tao đây, tao đập chết. Tôi biết tôi sai rồi, tôi xin lỗi. Đứng lên, đi lao. Dạ dạ. Nhanh lên. Nhanh. Lo nó ra ngoài. Dạ. Nhanh, làm gì kì? Nhìn cái gì? Hả? Ê đây. Đây chính là địa ngục trần gian. Thưa má, con mới về. Con, sao rồi? Tình hình bên đó ổn chưa mà con về vậy? Má, con lo ghê á. Con không biết nói chuyện với anh Quý làm sao nữa. Nè con, bộ có chuyện gì ghê gớm lắm sao mà con giấu thằng Quý vậy?
Dạ, con không thể tưởng tượng chuyện lại kinh khủng đến như vậy. Nè nè, có chuyện gì thì con kể cho má nghe coi. Nhìn mặt con là má biết nghiêm trọng rồi. Dạ. Cô đứng lại. Cô đứng lại đó. Tôi yêu cầu cô trả lại đồ cho nhà tôi. Lẹ lên. Mày điên hả? Bà coi mày là con dâu đâu mà mày coi đây là nhà hắn con Quý. Đó là chuyện riêng của gia đình tôi. Bây giờ tôi vẫn được pháp luật công nhận. Tôi là vợ của anh Quý, là con dâu của nhà này. Dạ. Tôi yêu cầu cô trả lại đồ cho nhà tôi. Trời ơi, cái con ngu này. Bà coi mày ra gì đâu mà mày bên mày làm gì hả? Con Quý. Trả lại đây. Đưa đây cho tao. Cho dù mẹ tôi có nói gì thì đó cũng là mẹ tôi. Cô buông tay ra không? Tôi không tha cho cô đâu. Con này buông ra. Mày ngon, mày dám chơi với tao hả? Cướp. Thả ra. Bớt người ta. Tôi bây giờ thèm sợ cô hết á. Cướp. Tôi chẳng qua cũng phải là tôi nè. Bớt người ta. Buông tay múa chân giống như cô đâu. Buông ra. Đâu đâu, cướp đâu. Đâu đâu, cướp đâu. Nè, đứng lại. Đứng lại mau. Cướp đâu, cướp đâu. Đâu. Đâu rồi. Cướp đâu. À, cướp hả? Đứng lại. Cướp đâu. Thả đây. Cướp hả? Không phải. Không phải. Ủa, đây là con dâu chị mà. Không phải. Cướp. Cướp nó chạy đi rồi. Dạ không. Cướp chạy rồi. Cướp nó vô nhà lấy cặp đèn này hả chị? Dạ. Cũng may là lấy lại được. Trời ơi, sao dạo này ăn cướp lộng hành ghê thiệt. Bây giờ ban ngày ban mặt nó cũng dám vô nhà. Còn cướp cả cặp đèn trên bàn thờ nữa chứ. Ghê thiệt. Vậy chị đi báo công an đi. Chứ nhà giàu cướp hay để ý á. Không cần đâu. Lấy lại là được rồi. Thiệt sự làm phiền bà con lối xóm. Cảm ơn anh chị nhiều nha. Chị cẩn thận nha chị. Vậy dạ, dạ. Tôi về ha. Tôi về. Dạ, cảm ơn anh chú. Chị nhiều nha. Thôi tôi về dạ, nha. Cảm ơn anh. Dạ. Trời ơi, dễ sợ vậy hả con? Ôi trời ơi. Nếu mà con tới không kịp á, không biết chuyện gì xảy ra nữa. Không biết bây giờ mẹ chồng con á, nhận ra cái sai lầm của bà chưa? Trước yêu quái về nhà đó, bây giờ cái nhà tan hoang hết rồi đó. Con lo quá à. Con muốn ở lại lắm luôn. Mà mẹ con nhất quyết đuổi con đi. Ôi trời ơi, cái bà này không biết bà bị cái gì nữa. Chắc là mẹ con tự ái, không muốn con ra mặt giúp đỡ. Có lẽ là vậy. Mặt mũi nào bà kêu con ở lại để đối đầu với nhỏ kia. Chết rồi, là chồng con gọi. Bây giờ con phải làm sao hả má? Chết rồi. Nói thật thì nó lo, còn nói dối thì dở. Làm sao bây giờ con lựa lời? Con tìm cách con nói với nó đi. Má, nhưng mà con không biết nói dối. Làm sao bây giờ? Thì nói phần nửa sự thật thôi. Ha. Alo. À, dạ, em bận chút chuyện. À, dạ, em về nhà má rồi. Tại vì mẹ đuổi em đi. Cho dù có muốn ở lại á, thì cũng đâu ở lại được đâu. Dạ không. Dạ ổn. Thì em thấy mẹ khỏe đó. Nhưng mà dạ, hình như giữa mẹ và cô ta có gì đó không ổn. Dạ. Nhưng mà giữa hai người đó không có hòa thuận như lúc trước. Em nghĩ là anh nên sắp xếp về để giải quyết chuyện này đi. Dạ, vậy anh sắp xếp về nha. Em nghĩ chuyện này chỉ có anh mới giải quyết được thôi. Có gì anh cứ về bên mẹ trước đi, rồi anh về bên má với em sau cũng được nha. Dạ, em chào anh. Hiếu ơi, bây giờ mày đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra với mày?
ông trời ơi, thằng Hiếu là người bạn tốt nhất mà con từng biết. Xin ông hãy che chở cho nó. Alo anh Chiến, nó đang trên đường về nhà máy, nhưng hiện giờ nó đang dừng lại. Đại ca đã lên rồi, cứ bám sát nút nó cho tao. Giữ máy cho tao chút. Đại ca. Chuyện gì? Tôi đang nghe báo về á, là thằng Quý đang trên đường tới nhà máy của mình. Cái gì?